Hôm nay em Sơn Lâm tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị và các bạn lô đất rẫy 1,2 hecta. Và cái lô đất rẫy này em đang đứng tại một cái vị trí ranh giới này. Đất chúng ta là từ bên phải màn hình quý anh chị đang xem đây quý anh chị nhá. Đây, cà phê này. Rất là sai luôn quý anh chị. Đấy, 1,2 hecta. Và cái lô cà phê này thì được trồng toàn bộ là cà phê Đông Đặc hết quý anh chị nhá. Đấy, cà phê này. Đang tuổi thu kinh doanh rất là mạnh luôn và cho trái khá là nhiều quý anh chị nhá. Đây trái rất là sai luôn này. Đất chúng ta có địa chỉ tại xã Ia Co, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. 1,2 hecta này thì trên đất thì có hai giếng tưới, có nhà ở, có điện và có sân bê tông đầy đủ hết quý anh chị nhé. Và cái giá gia chủ hiện tại đang gửi em bán với giá là 1 tỷ 350 triệu quý anh chị nhé. Đấy, giá này thì gia chủ không có thương lượng đâu quý anh chị nhé. Giá này là gia chủ đưa ra bán luôn ạ. Trái rất là sai luôn quý anh chị. Giá 1 tỷ 350 triệu là đưa ra bán luôn quý anh chị nhé. Và giá này thì bên anh chị mua thì chúng ta sẽ tự chịu cái phí làm sổ quý anh chị nhé. Đây ạ. Cà phê rất là đẹp. Cả cho trái rất là sai luôn quý anh chị nhé. Và hiện tại thì gia chủ đang đang cho công hái cà, và cà thì gia chủ hái về là gia chủ để phơi nhá, chứ không có bán cà tươi của anh chị. Nên là quý anh chị nào chúng ta mua thì gia chủ sẽ để lại cái toàn bộ cái số cà phê đang phơi ở trên sân cho chúng ta luôn quý anh chị nhá. Tức là cái lô cà là chúng ta mua là chúng ta sẽ được thu cà luôn, và những cái nào gia chủ đã thu rồi thì gia chủ cũng sẽ để lại cho chúng ta hết. Vì là cà phê này thì gia chủ để phơi chứ không có bán cà tươi, nên chúng ta mua chúng ta yên tâm về cái sản lượng nguồn thu của chúng ta là sẽ được bảo toàn toàn bộ quý anh chị nhé. Đây ạ. Cả đang đang bắt đầu chín rồi đây. Đấy, gia chủ đã chọn lọc một số cây cà chín là gia chủ hái rồi đây, nhưng mà hái được bao nhiêu là gia chủ sẽ đổ ra sân phơi hết quý anh chị nhé. Thì lát anh sẽ quay cho quý anh chị chúng ta xem một cái nguồn thu đã thu về nhà rồi, cái số cà đã thu về nhà rồi nhé. Đây, thỉnh thoảng có cây cà dặm. Và với cái giá là 1 tỷ 350 triệu là bên anh chị mua là sẽ tự lo sổ của anh chị nhé. Đấy, gia chủ chỉ đi công chứng lo giấy tờ cho chúng ta thôi. Chỉ đi công chứng ký giấy tờ thôi nhé. Đây, cà rất là sai, cà này rất là đẹp. Và cái lượng cà này sang năm thì cái giàn cành cũng còn rất là sai của anh chị nhé. Đây, những cây này là gia chủ đã hái rồi nhé. Đây, đây những cây này là đã hái rồi. Và còn những cây chưa hái đây. Đấy anh chị đây. Đấy. Những cây này cây chưa hái này. Cho trái rất là sai luôn này. Lật cành lên mới thấy này anh chị này. Đấy. Cà này. Cành chồi rất là đẹp luôn. Và đất chúng ta thì chúng ta di chuyển từ cái vị trí này đi đi về trung tâm ủy ban xã Trường Chọi chỉ khoảng 3 đến 4 km thôi quý anh chị nhé. Vườn chúng ta được trồng toàn bộ là cà phê Đông Đặc như thế này. Đấy, cà phê này đang tuổi thu kinh doanh mạnh quý anh chị nhé. Đấy anh chị, cả rất là sai luôn. Quý anh chị chúng ta mua cái sản phẩm này chúng ta có cái nguồn thu rất là mạnh nhá. Đấy, cả tay. Cả rất là sai luôn. Quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại 0822 727 679 ạ. Và cũng là số Zalo của em nhé. Đây là thỉnh thoảng gia chủ có trồng sen với cây nhãn vào đây này. Đây là gia chủ trồng sen nhãn vào đây nhá. Đây nhãn này. Đấy sen vài cây nhãn vào đây. Cái lô đất này thì đường xá thì rất là thuận tiện của anh chị nhá. Có nhà ở, có điện, có giếng tưới, sân bê tông đầy đủ hết. Đây em sẽ lên em quay cái căn nhà cũng như là sân bê tông và cái nguồn thu gia chủ đã thu về nhà rồi thì đang còn được đổ phơi tại sân này. Tại sân này của anh chị nhá. Đây ạ. Đây là cái sân bê tông này. Sân bê tông và cô chú gia chủ đang đang phơi cà đấy quý anh chị nhé. Rồi em sẽ đi vào trong sân. Quay quý anh chị chúng ta xem ạ. Đây căn nhà chúng ta đấy quý anh chị. Đấy. Đây là căn nhà chúng ta và đây là cái mặt tiền của chúng ta đấy. Có cái xe đang đi qua, đây là cái mặt tiền của chúng ta nhé. Đây là cà phê đây. Cà phê cô chú thu về là cô chú đổ ra sân để phơi như thế này. Tức là khi chúng ta mua với cái mức giá là 1 tỷ 350 triệu là cái cà phê này gia chủ sẽ để lại cho chúng ta hết quý anh chị nhé.
Đấy, tức là chúng ta mua cái lô đất này là có sẵn nguồn thu, là chúng ta cũng sẽ được thu được nhận luôn cái số cà đã thu rồi đây. Đấy, cũng khá là nhiều, gia chủ cũng hái được khá nhiều rồi. Đây cô chú đây. Và cái căn nhà của chúng ta đây, đây cái mặt tiền đường đây anh chị này. Đấy, anh sẽ quay cái mặt tiền đường. Đây ạ. Mặt tiền đường đây. Mặt tiền đấy chạy dài theo cái lô đất chúng ta rất là dài nhá. Và cái chỗ mặt tiền đường đây là đã rào bằng cái lưới B40 này hết rồi này. Nhà sân bê tông vườn liền một chỗ luôn thì rất là thuận tiện cho quý anh chị chúng ta mua, chúng ta làm vườn ta chăm sóc thì nó rất là thuận tiện nhá. Đây đây, đây có cái cối xay cà phê luôn này. Đấy. Đây, cối xay cà đây. Chúng ta mua thì cô chú sẽ để lại cho chúng ta nhé. Đây, quý anh chị chúng ta quan sát này, cái vườn cà phê này. Đây, cũng có cây sầu riêng, gia chủ trồng được cây sầu riêng ở đây này. Đấy. Cây sầu riêng ở đây gia chủ trồng được cây rất là đẹp, không biết là trồng được bao nhiêu cây nữa mà thấy có cây đây cũng khá đẹp ấy. Đây, em sẽ quay căn nhà cho quý anh chị chúng ta xem này. Đây, phía sau căn nhà có cây vải thiều này. Rất là mát mẻ luôn. Đây, chuồng trại chăn nuôi này. Đấy, chuồng trại gia chủ đang chăn nuôi gà nhé. Đây. Gia chủ đang chăn nuôi gà. Ở đây thì chăn nuôi thì rất là thuận tiện luôn. Tại vì đất mình, đất với nhà liền một chỗ luôn các anh chị nhé. Đây, căn nhà rẫy. Đây, phía trước nhà cũng sân bê tông. Đây là cà phê nhé. Đây cà phê gia chủ đã phơi đang ủ lại trong này, này. Đấy. Đây cũng là cà phê. Những cái cà phê gia chủ đã hái rồi thì chúng ta mua gia chủ sẽ để lại cho chúng ta hết. Tức là gia chủ không có bán cà phê tươi của anh chị nhé. Đấy. Đây khu vực sân bê tông và khu vực nhà ở thì gia chủ đã rào bằng cái lưới B40 này hết rồi này. Lưới B40 đã rào vòng quanh khu vực nhà ở nhá và khu vực mặt tiền này này. Đấy, em sẽ đi ra bên ngoài em quay con đường cho quý anh chị chúng ta xem nhé. À đây gia chủ khóa rồi. Đây là con đường chạy dài theo cái lô đất chúng ta nhé. Đây ạ. Rồi quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0822 727679 ạ, cũng là số Zalo của em nhé. Bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây ạ. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.